Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn nước Nga ngày nay. Câu hỏi thứ nhất, bầu cử Tổng thống Nga vừa kết thúc, ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức bầu cử Tổng thống Nga lần này, về độ minh bạch của nó? Trả lời, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Nga ngày 18 tháng 3 đã cho biết là đã triển khai 291 nhóm quan sát viên theo dõi bầu cử Tổng thống Nga. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga SIC đã cấp phép cho 1.455 quan sát viên đến từ 86 quốc gia, 14 tổ chức quốc tế đến quan sát bầu cử. Điều này có nghĩa là cao gấp đôi so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 trước đó. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cũng khuyến khích tất cả các tổ chức xã hội, chính trị khác nhau ở trong nước Nga tham gia giám sát bầu cử quá trình bầu cử Tổng thống, tham gia trong thành phần quan sát viên, lực lượng phóng viên, báo chí rất đông đảo và có khoảng tới 5.560 nhà báo trong nước và 367 nhà báo nước ngoài. Đặc biệt, nước Nga đã chi gần 3 tỷ rúp, tức là xấp xỉ khoảng 52 triệu đô la để lắp đặt hệ thống máy quét lá phiếu cử tri, máy đếm phiếu tự động, hệ thống camera theo dõi thiết bị truyền hình ảnh trực tiếp tại hầu hết trong tổng số 97.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Là một chuyên gia chuyên nghiên cứu về Nga của Trung tâm Nghiên cứu Nga SNG của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Việt Nam, tôi đã không bỏ qua dịp cơ may trong bầu cử Tổng thống này và tôi đã rất quan tâm theo dõi sát sao cuộc bầu cử Tổng thống 2018 của Liên bang Nga. Cuộc bầu cử này diễn ra trong điều kiện phương Tây đã dồn dập gây ra rất nhiều khó khăn cho đến phút chót của cuộc bầu cử. Đến nay, tôi có thể nói rằng đây là cuộc bầu cử thành công nhất, minh bạch nhất và kết quả như tôi đã viết trên nhiều báo chí của Việt Nam cũng như trả lời các hãng truyền hình rằng tiếng còi trước khai cuộc, các cầu thủ chưa ra sân nhưng tỷ số đã được ấn định, rằng kết quả không bất ngờ nhưng chiến thắng của ông Vladimir Putin và của nhân dân Nga rất ngoạn mục. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Vladimir Putin, chiến thắng của chính nghĩa, chiến thắng của những người con trung thành, dũng cảm, thông minh và dòng dòng yêu nước Nga. Xin chúc mừng nhân dân Nga, anh em. Câu hỏi 2. Đương kim Tổng thống Vladimir Putin đã giành được sự ủng hộ của hơn 76% cử tri Nga. Theo ông, thì vì sao Tổng thống Vladimir Putin đã giành được sự ủng hộ lớn lao như vậy của người dân Nga? Câu trả lời rất đơn giản. Vladimir Putin là một nhà ái quốc vĩ đại. Ông đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nước Nga. Một đất nước không chịu khuất phục trước mọi bạo quyền, trước mọi o ép bao vây cấm vận của phương Tây. Ngoài ra, Vladimir Putin đã giành được sự ủng hộ to lớn như vậy của người dân Nga bởi ông là người, là một tổng thống biết dựa vào người dân Nga, biết khơi dậy lòng yêu nước của người Nga, biết khơi dậy sự tự tôn dân tộc. Ngoài ra, Vladimir Putin còn tranh thủ được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp thanh niên Nga, một thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Như các bạn đều biết, cuộc khảo sát thăm dò bầu cử cho thấy Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ lớn nhất của hơn 88% ở cấp độ cử tri độ tuổi 18-24, những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ hậu Xô Viết. Họ chứng kiến những thời khắc khó khăn nhất và họ sự vươn lên của đất nước dưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin. Câu hỏi 3. Ông có nhìn nhận gì về vai trò nhiệm vụ của Tổng thống Vladimir Putin trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo này? Đây là một câu hỏi khó và tổng hợp, nhưng tôi xin trả lời tóm tắt như sau. Trong nhiệm kỳ này,
Vladimir Putin phải giải quyết rất nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại mà người Nga đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông. Vladimir Putin phải đối phó hiệu quả với các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt, để không chỉ hồi sinh một nền kinh tế Nga mà còn phải đưa nước Nga trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới. Về đối nội, Vladimir Putin phải nâng cao tiềm lực kinh tế, phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả cao kinh tế xã hội của đất nước Nga. Nói một cách đơn giản là nhiệm vụ của ông Putin phải đưa nước Nga mạnh lên về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP tăng lên không chỉ 2-3% mà còn phải cao hơn, thậm chí phải đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 7-8% như Việt Nam, Ấn Độ, ASEAN, để sao cho đời sống của người Nga tốt hơn, trong đó phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ kinh tế quan trọng. Vladimir Putin phải tiếp tục nâng cao tiềm lực quốc phòng của nước Nga, đưa nước Nga trở thành siêu cường, nhưng lại không mắc mưu rơi vào cái bẫy chạy đua vũ trang làm khánh kiệt đất nước mà Mỹ và phương Tây đang mong đợi. Về đối ngoại, Vladimir Putin cần phải tiếp tục cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây, cải thiện quan hệ với Mỹ và EU, tạo được niềm tin chiến lược, tăng cường sự hợp tác, cùng giải quyết những vấn đề căng thẳng và phức tạp trên thế giới như hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hòa bình ở Syria, hòa bình ở Trung Đông, những vấn đề hạt nhân của Iran, chứ không phải thế giới nhìn vào nước Nga với một sự sợ hãi, một sự đề phòng, một sự chống đối. Nga phải thể hiện được sức mạnh trên trường quốc tế, cả trên thế giới, để cả thế giới là tôn trọng nước Nga, nhưng lại không được để thế giới phương Tây cô lập lại mình. Vladimir Putin cần phải đẩy mạnh, nhanh hơn, mạnh hơn chiến lược hướng Đông. Đó là sự hợp tác mạnh mẽ và có hiệu quả với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Việt Nam, ASEAN, góp phần hòa bình, ổn định và phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có thể nói rằng một nước Nga mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự thì tự khắc những chuyện ồn ào sẽ bị dẹp bỏ. Còn nếu nội lực của nước Nga không mạnh lên thì sức ép của phương Tây luôn luôn đè nặng lên nước Nga. Rõ ràng thách thức nhiệm kỳ của Tổng thống Putin lần này gánh nặng trách nhiệm về đối nội và đối ngoại đặt lên vai của ông Putin không hề nhẹ. Một trong những trách nhiệm nữa không kém phần quan trọng, nếu như không muốn nói là rất quan trọng, đó là thứ nhất, Vladimir Putin phải tìm cho được một thủ tướng giỏi về quản lý, điều hành cỗ máy kinh tế khổng lồ của nước Nga, để biến tiềm năng khổng lồ của một quốc gia rộng lớn bậc nhất thế giới này, tài nguyên giàu có cũng bậc nhất thế giới này, thành một nền kinh tế top 5 của thế giới trong 10 năm tới và top 1, top 2 sau năm 2020. Nền kinh tế Nga hiện giờ đang đứng ở thứ 6 của thế giới với GDP khoảng 4.000 tỷ đô la. Đây là ý kiến của hãng kiểm toán PwC dự đoán đến năm 2020 Nga trở thành một nền kinh tế số 1 của châu Âu, vượt cả Đức và Anh. Thứ hai, trong 6 năm tiếp theo, ông Vladimir Putin phải tìm bằng được người kế nhiệm để tiếp tục công việc của mình. Đã đến lúc nước Nga cần một khuôn mặt của một nhà lãnh đạo mới, tài năng, đức độ và uy tín như Putin và hơn thế. Như tôi đã nói, nhiệm vụ tìm kiếm một người kế nhiệm đặt ra đối với ông Putin là nhiệm vụ rất quan trọng. Phải tìm được người xứng đáng và trung thành với nước Nga, trung thành với đường lối mà ông Putin đặt ra trong hai thập kỷ qua, nhưng cũng phải khắc phục được những điểm yếu mà ông Putin trong nhiệm kỳ trước đã không làm được. Có thể nói rằng kiếm được một người có tố chất thông minh như ông Putin là điều rất khó, không chỉ riêng về mặt sức khỏe. Tôi tin chắc rằng khó có người nào có thể có thể lực tốt như ông Putin. Tất nhiên, không phải ai cũng được như ông Putin. Nhưng phải thấy rõ một điều thế này, ông Putin là người cứng rắn có thừa, thông minh có thừa, phản ứng nhanh có thừa, độ chính xác có thừa, nhưng hình như thiếu sự mềm dẻo, sự linh hoạt, sự khôn khéo trong việc tìm cách hòa hoãn để làm cho nước Nga bớt đi kẻ thù.
Theo quan điểm của tôi, người ta sợ sự cứng rắn của ông Putin nhiều hơn là người ta nể ông Putin về lãnh đạo kinh tế. Do đó, tôi có thể nói rằng người kế nhiệm sau nhiệm kỳ tổng thống này của ông Putin phải là người không chỉ vừa cứng rắn mà lại còn mềm dẻo, vừa kiên quyết, vừa khôn khéo, vừa thông minh, để vừa đầy mưu lược để có thể chèo lái con thuyền nước Nga. Phải tìm được người trẻ tuổi hơn ông Putin, ở độ tuổi 45-50 tuổi, mà lại phải có các tố chất như ông Putin, hoặc dần dần người này có thể có những tố chất ấy. Người đó phải hết sức trung thành với nước Nga, hết lòng hết dạ vì nhân dân Nga, phục vụ lợi ích của nhân dân Nga, của đất nước Nga. Lâu nay người ta thường nghĩ Nga chỉ buôn bán vũ khí và khai thác các loại khoáng sản để xuất khẩu. Hàm lượng chất xám trong mỗi sản phẩm xuất khẩu còn rất thấp. Điều này nếu nói cách đây 10 năm có thể còn đúng, còn bây giờ thì không hẳn như vậy. Vũ khí của Nga hiện nay có chứa hàm lượng chất xám rất cao, nhiều thành tựu về khoa học cơ bản, basic, khoa học ứng dụng và triển khai, R&D, được Nga áp dụng thành công nhiều trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, nhiều lĩnh vực khác của Nga như y học, toán học, khoa học kỹ thuật và công nghệ khác cũng được phát triển nhịp độ cao. Tuy nhiên, nước Nga còn phải phát triển gấp nhiều lần các lĩnh vực này để đưa nền kinh tế nước Nga trở thành nền kinh tế tri thức. Tóm lại, cải cách cơ cấu kinh tế, giảm thành phần xuất khẩu dầu trong ngân sách, đưa kinh tế Nga trở thành một nền kinh tế tri thức, chiếm vị trí hàng đầu của thế giới, tăng đóng góp của các thành phần kinh tế khác nữa. Hiển nhiên, thu nhập bình quân đầu người của Nga phải tăng lên, đứng hàng top 10 của thế giới, và nếu Nga đạt được điều này, thì thế giới sẽ nhìn Nga bằng con mắt hoàn toàn khác. Câu hỏi cuối cùng, theo ông, triển vọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Vladimir Putin là gì? Trả lời, tôi rất lạc quan và tin tưởng trong nhiệm kỳ 6 năm tới, tháng 3/2018, tháng 3/2024, hợp tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam sẽ đạt đến đỉnh cao mới, xứng đáng với sự tin cậy của niềm tin chiến lược của hai người bạn đã từng gắn bó thủy chung và không bao giờ phản bội nhau đã trên 50 năm. Xin cảm ơn thính giả đã chú ý lắng nghe bài phát biểu của tôi.